khi nhắc đến đá Thạch Anh. Đây là một loại đá rất quý hiếm trong tự nhiên. Thạch Anh nổi bật với nhiều màu sắc khác nhau như màu trắng, màu xanh, hồng, tím. Và Thạch Anh còn sở hữu nhiều lợi ích trong cuộc sống và có ý nghĩa phong thủy rất lớn, nên được nhiều người sử dụng. Đặc điểm của Thạch Anh trong tự nhiên. Thạch Anh được xếp vào những loại đá quý hiếm và tuyệt đẹp trong tự nhiên. Thạch Anh có cấu tạo từ nhiều lớp khác nhau từ các loại nguyên tố như silic, oxy theo tỷ lệ 2:1 và được sắp xếp theo một trật tự nhất định tạo nên tinh thể hình lập phương. Hiện nay, đá Thạch Anh có rất nhiều loại và sở hữu nhiều màu sắc khác nhau như Thạch Anh trắng, Thạch Anh xanh, Thạch Anh hồng, Thạch Anh vàng. Mỗi loại đá đều chứa đựng cấu trúc và công dụng tuyệt vời đối với cuộc sống. Bởi vậy, nhu cầu mua Thạch Anh ngày càng tăng nhanh. Tác dụng tuyệt vời của Thạch Anh. Như đã biết, Thạch Anh là một loại đá quý hiếm trong tự nhiên. Không phải ngẫu nhiên mà Thạch Anh được nhiều người ưa chuộng sử dụng, cũng bởi tác dụng trong cuộc sống và phong thủy. Tác dụng của Thạch Anh trong cuộc sống. Thạch Anh dùng để làm đồ trang sức. Không thể không nhắc đến vẻ đẹp thuần khiết của các loại Thạch Anh trong tự nhiên với những màu sắc bắt mắt, nên rất thích hợp để chế tạo ra những loại trang sức đá như vòng tay, vòng cổ, các quả cầu Thạch Anh pha lê, dùng để trang trí và đeo lên trông rất đẹp. Việc dùng Thạch Anh để làm ra những món trang sức bắt mắt không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa phong thủy rất lớn, đem lại nhiều may mắn, tài lộc đối với người sử dụng. Đá Thạch Anh được dùng để làm thuốc chữa bệnh. Trong khoa học, Thạch Anh còn được sử dụng như một loại thuốc quý có lợi ích rất lớn trong việc điều trị tình trạng mất ngủ, giảm căng thẳng, stress. Ngoài ra trong y học, người ta còn sử dụng Thạch Anh để giải độc, thông khí mạch, điều trị chứng biếng ăn, giúp ổn định thần kinh, điều hòa huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch. Ý nghĩa phong thủy của đá Thạch Anh. Như đã biết, Thạch Anh là một loại đá vô cùng quý hiếm, không chỉ có tác dụng đối với sức khỏe con người mà còn mang ý nghĩa phong thủy rất lớn. Trong viên đá sở hữu những nguồn năng lượng có khả năng xua đuổi tà ma, những thứ bẩn thỉu xung quanh, đem lại cho người sử dụng nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Cùng điểm qua các loại Thạch Anh phổ biến. Thạch Anh màu trắng. Hiện nay, Thạch Anh là loại đá rất quý hiếm và sở hữu nhiều màu sắc nổi bật. Trong đó, Thạch Anh trắng là một trong những dòng đá được ưa chuộng trong phong thủy ngày nay. Với nguồn năng lượng tinh hoa từ đất mẹ, Thạch Anh trắng không chỉ được dùng để chế tác làm vật phẩm bài trí cho nơi ở và nơi làm việc thêm sang trọng, mà nó còn được ưa chuộng trong việc sử dụng để trấn trạch phong thủy, loại trừ khí âm rất hiệu quả. Đá Thạch Anh màu khói. Đây là một biến thể quý hiếm của Thạch Anh. Với sắc xám khói thu hút và quyến rũ, nên loại Thạch Anh này thường được chế tác ra các loại vòng tay, dây chuyền, trụ đá Thạch Anh khói có ý nghĩa rất lớn trong đời sống và trong phong thủy. Lưu ý để lựa chọn Thạch Anh chất lượng. Hiện nay ngoài thị trường xuất hiện rất nhiều loại đá Thạch Anh, được bán tràn lan không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất liệu thật giả. Để chọn cho mình những sản phẩm Thạch Anh chất lượng, bạn nên đến những cửa hàng bán Thạch Anh uy tín để yên tâm về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ. Bạn hãy tìm hiểu kỹ về mệnh của bản thân để tìm kiếm những sản phẩm Thạch Anh phù hợp với mệnh, với tuổi của bạn để nó phát huy được tối đa công năng và mang đến cho người sở hữu nhiều điều suôn sẻ, may mắn và bình yên trong cuộc sống. Ở nội dung hôm nay, nhà sàn Tây Nguyên đã chia sẻ đến bạn về đá Thạch Anh cũng như những công dụng tuyệt vời của đá trong cuộc sống và trong phong thủy. Bên cạnh đó là một số lưu ý để mua được đá Thạch Anh thật phù hợp. Để lựa chọn được những loại đá chất lượng phù hợp với bản thân, hãy đến với nhà sàn Tây Nguyên, một trong những kho đá Thạch Anh lớn nhất Việt Nam.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thích sản phẩm này, hãy xem thêm đường link phần mô tả bên dưới hoặc gọi ngay số điện thoại 0903 097626 để được tư vấn hỗ trợ nhé. Nha Sen chào bạn, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.